Xin chào cô chú chị đã chăn nuôi bến tre ha. Hôm nay lên bò chữa nè, bò gu xin chữa ha. Con này chữa kem được 5 tháng chú chị, ăn hôm chữa lúa thứ tư đó. Giờ mời cô chú xem nội dung, thấy cả nghĩ mua thì liên hệ cho em ha, giá cũng cực kỳ mềm luôn. Trước mặt chúng ta hình ảnh nè, bò gu xin chữa 5 tháng gia tinh 3B, gia tinh kem chú chị, nó lộn ha, gia tinh kem được 5 tháng ha, đang âm chữa lúa thứ tư. Thì đối với con bò đẻ lòi như thế này, bên em bao lòi lú là bao vòng 3 tháng ha, còn chữa thì bao chữa về trong vòng 3 ngày, cô chú chị phải thăm khám lại cho em. Sấy đầu nghiêm chỉnh nha, đó gu nè ha, sấy lưng cô chú chị, sấy lưng nghiêm chỉnh nha chú chị nè, thấy chưa đó. Đây hình ảnh nè cô chú chị đó, theo quan sát chân cẳng rồi, con bò này chân cẳng hoàn thiện, không có bú xe xuống đúng xuống luôn nha nè, lúng hơi cạn rồi chú chị, coi lúng nhiễu ha đó. Ôm chữa lưới thứ tư, chân cẳng hoàn thiện luôn. Hiện bò chiều cam đo 1m34, bò đo không sao ha. Có con bò này anh Trung Nhận bán giá là 30 triệu ha, đó giá 30 triệu của chú chị, giá cực kỳ mềm yêu thương luôn, con bò chà má luôn, lông da nhuyễn nhừ sắc lạc, có 30 triệu của chú chị, thấy không? Thì mong cô chú dễ gần xa mà đơn ý mua liên hệ cho em ha. Móng sò rồi, sấy đầu sấy lưng nghiêm chỉnh nha, rồi chân cẳng của chú chị thấy không, kỳ mềm đi. Đó, giá tiền là 30 triệu ha. Hiện bò là chữa 5 tháng nha chú chị, thì em bao chữa về từ còn 3 ngày, cô chú chị mới thăm khám lại cho em đó, chữa không chữa bên em báo cho em biết ha. Còn cái bảo hành mà 3 tháng là lòi đom nha đó. Con này một màu đổi mặt nè, lông da sắc lạc, lông da mỏng nha, lông nhĩa đẻ 51 không có chú chạy mua xin nè đó, cho anh cái điều kiện kinh tế của ảnh khó khăn nên kẹt cần chiếc bớt ha. Thấy không, đang cặp mình nữa nè đó, sắc lạc luôn, đít nè, đề đảm không đó. Bò hen quay đầm xa nhà cho cô chú nhìn thấy là kỹ hen, rõ ha, thì báo lại là lông da nhuyễn nè, da mỏng lông nhuyễn đẻ 51 đó, sái lưng sái đầu là nghiêm chỉnh nha, đang ôm chữa lúa thứ tư. Mong cô chú chị ở gần xa nghĩ mua bò này liên hệ cho em, giá là 30 triệu hen chú chị đó. Chiều cao bò này em đâu không sao, là 1m34 bò, chân cẳng nè, thấy không, liền lạc đó. Bây giờ hình ảnh em cũng gửi rồi ha, thì mong cô chú chị thấy ưng ý mua thì liên hệ nha. Rồi để tiếp tục cái hình ảnh ngày hôm nay em lên hai con bò chữa ha chú anh chị. Hai con chữa này là hai con chữa là ôm chữa lứa thứ ba hết ha. Hai này con cái hai cái kem hết chú anh chị. Đó. Hai con chữa này là cái kem nha, hai con chữa xin. Đó, hai chữa bò chữa lai xin chữa ha. Hai chữa 3 tháng rưỡi, cái kem nha. Đó. Thì con này chiều cam đo là 1m32 bò, đo nghe cái hôm sau nè, đất lẫm cảm hen, nên đo cũng lên xuống, nên cô chú chị mình coi xem mình kích thước mình thiếu chừng cm đó, thì cũng thông cảm cho em ha. Đây chân cẳng nè, con này thì chân cẳng là hoàn thiện, xương to nè, không có bú ốp xe xuống lúng xuống lột gì hết nha, lúng chèn ha, ớt hay coi như ớt hơi đốm trắng chí không đáng kể ha chung chị.
đây ức nè, đâu đây, xé đầu xé lưng này nghiêm chỉnh nha. Xé đầu xé lưng nghiêm chỉnh hết đây, lông da nhuyễn nhừ. À, còn bên đây cũng vậy, con đây chiều cao đo là 1m3 bò nè, cũng lê xin luôn. À, chân cẳng nè, móng sò ha, đây lúng lúng chiều sao, đầu sai lưng là nghiêm chỉnh nha. Đít nè, đây à, rúng yếm này thấy không. Thì hai bò này anh chú nhận bán giá là 55 triệu ha chú anh chị. Hai con này 55 triệu nè. Em quay cái tầm xa cho cô chú thấy rõ nè. Hai bò giá là 55 triệu đít dai nè. Đầy đặn bò ha chú anh chị. Đó. Quay tầm xa cho cô chú nhìn thấy rõ ha. Thì bên em bán là bao rồi lú. Bò có lẽ rồi như thế này bên em bao rồi lú là 3 tháng nha. Còn chữa hay về trong vòng 3 ngày cô chú chị mới thăm khám lại cho em. Đây là bò nó uống nước cám nè ha. Đây. Nó sung lưng của nó nè, cô chú anh chị. Thấy chưa? Đó. Đây. Yếm là lúng lúng chèn nha. Đó. Con này có hai cái đám trắng nhỏ. Nó không đáng kể nha. Đây. Đó thì hai con này anh chủ nhà cũng bán giá là 55 triệu. Đó, hai con 55 triệu ha. Bao chữa bao lòi lũ. Hai bò giá 500 triệu đi kiếm đâu ra nữa chú vậy. Nè, đúng rồi, thấy không? Con đây thì sáng chưa nó ăn uống vậy nó hơi hớp ha, nhưng mà đầy đặn nè, đít dai rồi nè, thấy không, đầy đặn luôn chú anh chị, thấy chưa. Thì mong cô chú anh chị mà thấy ưng ý hai bò này thì liên hệ nha. Đó, hai con giá 55 triệu. Đây cực kỳ đẹp ha. Đó. Thì chân cẳng là làm bao kỳ tích nha, không có bú bắp xe xuống lúng xuống lụt gì hết nè, lúng chèn không thấy không. Đó. Thì cô chú chị mình xem ưng ý hai con ha, mua liên hệ liền bên em để sở hữu hai bò này làm giống nền hen chú chị. Rồi giờ hình ảnh chiều cao và cả em cũng báo rồi hen, mong cô chú anh chị mình xem ở nghĩ mua thì liên hệ nha.